Các bạn ơi, hôm nay chúng ta cùng tô bức tranh này nhá. Tiên mình sẽ tô mắt trước. Tô lưỡi màu đỏ. Mình sẽ tô màu nâu, tô chú cuốn. Chú cuốn này mình sẽ để theo chú ấy là đốm trắng, nâu đốm trắng, nên mình sẽ không tô hết. Vậy là mình đã tô xong rồi, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.